Bá Đa Lộc, nhà truyền giáo mở đường cho người Pháp dính líu đến Việt Nam. Bá Đa Lộc ban đầu chỉ là một nhà truyền đạo Công giáo, thư lệnh của Đức Giáo Hoàng sang Việt Nam làm việc. Thế nhưng, cùng với những biến động không ngừng của thời cuộc, vào nửa cuối thế kỷ thứ 18, ông đã quyết định đứng ra làm đại diện trực tiếp của Pháp để hỗ trợ nhà Nguyễn, vừa giúp việc truyền đạo trở nên dễ dàng hơn, vừa giúp Pháp thiết lập quan hệ đối ngoại cấp cao. Hơn 20 năm phò tá Nguyễn Ánh của ông được coi là nền tảng vô cùng vững chắc, giúp nước Pháp có cớ để can thiệp sâu vào công việc nội bộ của nhà Nguyễn về sau. Giai đoạn truyền giáo ban đầu. Giám mục Bá Đa Lộc Bỉ Nhu hay Bách Đa Lộc, còn gọi là cha cả, nguyên tên là Pierre Joseph George Pignot de Ben, thường viết là Pignot de Ben, được phong làm giám mục hiệu tòa Adran, nên cũng thường được các sách sử gọi là giám mục Adran. Người Việt gọi ông là Bá Đa Lộc, sử Việt thời nhà Nguyễn còn dùng danh hiệu Bỉ Nhu Quận Công, là sắc phong của vua Gia Long dành cho ông. Bá Đa Lộc sinh ngày 2 tháng 2 năm 1741 tại quê mẹ là vùng Orignon-Tihard, nước Pháp, là anh cả của một gia đình có 19 người con. Thiếu thời ông theo học trong trường dòng ở quê, sau đó được đào tạo để trở thành một nhà truyền giáo ở hải ngoại của hội thừa sai Paris. Bá Đa Lộc rời Pháp vào tháng 12 1765. Đầu năm sau ông đến cảng Pondicherry, nằm ở vùng đông nam Ấn Độ trong vịnh Bengal, rồi làm việc tại một chủng viện tại Thái Lan. Thời ấy các linh mục phải làm đủ thứ nghề, thợ mộc, thợ nề, thợ đóng cối xay, thầy lang, thậm chí gánh nước thuê, làm lái buôn để truyền đạo. Các chủng viện thời đó chủ yếu là nhà tranh vách đất, thiếu thốn mọi thứ, thường bị di chuyển từ nơi này qua nơi khác. Chủng sinh học đạo bằng tiếng Latin với các môn luân lý, giáo luật, giáo sử công giáo, địa lý, toán pháp căn bản, thiên văn học. Việc học tập thường khó khăn vì thiếu sách vở và từ điển. Ngoài vấn đề ngôn ngữ bất đồng, đường lối rập khuôn, cứng nhắc khi yêu cầu các tín đồ phải từ bỏ một số tục lệ như thờ cúng ông bà tổ tiên, không lấy năm thê bảy thiếp mà chỉ có một chồng một vợ, cũng là một lý do khiến Công giáo khi đó chịu nhiều cái nhìn thiếu thiện cảm từ cư dân bản xứ. Tình trạng cấm đạo, bị xua đuổi, xúc phạm đức tin, thậm chí tàn sát vẫn thường xuyên xảy ra. Giai đoạn đầu trong thời gian truyền đạo của Bá Đa Lộc cũng tương tự như thế. Năm 1766, mới làm việc được khoảng một năm, chủng viện của ông bị đốt trong cuộc nổi loạn. Ông có vài tháng lưu trú tại Macau và có vài lần đến Hà Tiên bắt liên lạc với những người truyền giáo đi trước tại đây. Tháng 3 năm 1767, được sự cho phép của chúa đất Hà Tiên, khi đó là Mạc Thiên Tứ, Bá Đa Lộc đặt chân đến Hà Tiên với chức vụ giáo sư trong chủng viện của hội thừa sai, tạm đặt cơ sở tại hòn đất gần Rạch Giá thuộc tỉnh Kiên Giang ngày nay. Thế nhưng năm 1768, Bá Đa Lộc bị Mạc Thiên Tứ giam cầm khoảng 2 tháng vì bị buộc tội đã che chở cho một người thuộc hoàng tộc Simla, kẻ thù của họ Mạc. Đến cuối năm 1769, giặc Miên tấn công chủng viện, tàn sát hầu hết các nữ tu, đệ tử. Không còn nơi nương tựa, Bá Đa Lộc phải rời khỏi đàn trông, xuôi về hướng Nam, đến Pondicherry. Năm 1770, ông thành lập một chủng viện ở làng Virampatnam, cách Pondicherry một dặm về hướng Bắc. Trong thời gian ở Pondicherry, Bá Đa Lộc tiếp tục trau dồi và trở nên thông thạo cả tiếng Hoa và tiếng Việt. Năm 1773, ông cùng học giả linh mục Alexander de Rhodes biên soạn một bộ từ điển Việt Latin Dictionarium Analytico Latinum, được John Louis Tappert xuất bản năm 1838. Trước đó, năm 1771, Bá Đa Lộc được giáo hoàng Clemente thứ 14 tấn phong làm giám mục hiệu tòa Adran, đồng thời được bổ nhiệm làm giám mục tông tòa, phụ tá cho giám mục Guillaume Piguen. Nhưng cũng trong năm đó, giám mục Piguen qua đời, Bá Đa Lộc lên thay trở thành giám mục chính tòa tại Madras, Ấn Độ ngày 24 tháng 2, 1774. Cơ duyên phò tá Nguyễn Ánh. Ngay khi nhận được tin ở Đàng Trung, luật cấm đạo đang dần gỡ bỏ, Bá Đa Lộc đã lên đường trở lại đây vào ngày 12 tháng 3 năm 1775 với chức vị giám mục đại diện tông tòa Đàng Trung. Cùng thời điểm này, các chúa Nguyễn đang thất thế trầm trọng trước quân Tây Sơn. Đến năm 1777, gia tộc chúa Nguyễn bị quân Tây Sơn tàn sát, chỉ có mình Nguyễn Ánh là thoát thân được.
Thực hư việc Bá Đa Lộc đã cứu Nguyễn Ánh thoát chết đã để lại cuộc tranh cãi dữ dội trong giới sử gia. Trong hai cuốn Đại Nam Thực Lục và Đại Nam Liệt Truyện không viết rõ việc này, còn sử gia người Pháp Nebon thì khẳng định là có. Tuy nhiên, với những phân tích cẩn thận từ nhiều hướng, giáo sư Nguyễn Quốc Trị trong cuốn Nguyễn Văn Tường và Cuộc chiến chống đô hộ Pháp của nhà Nguyễn đã phản bác rằng chuyện này không thể diễn ra. Vào năm 1777, Nguyễn Ánh mới 16 tuổi, chưa tiếng tăm, chưa vợ con, gia đình thì tứ tán khắp nơi. Trong khi đó, sự của Nebon lại chắc nịch về việc cả gia đình Nguyễn Ánh được Bá Đa Lộc cứu hết về Thổ Châu. Thêm nữa, thông tin mà Nebon chép lại dựa theo lời kể của linh mục Foley, khi đó đang bị bệnh về thần kinh. Bởi thế, theo lập luận của giáo sư Nguyễn Quốc Trị, phải vài năm sau, khi Nguyễn Ánh bắt đầu khởi binh chống Tây Sơn ở Nam Kỳ, Bá Đa Lộc mới biết đến gia phò tá Nguyễn Ánh. Chính Bá Đa Lộc đã gửi thư cho các tàu bè của người Âu đến khu vực Côn Đảo nhờ họ hỗ trợ cho chúa Nguyễn, đồng thời tiến cử cho Nguyễn Ánh một thủy thủ người Pháp gốc Bretagne có tên là Manuel, sử Việt gọi là Mạng Hoè. Chính người này đã làm nổ tung tàu, chết theo tàu để chặn đứng đường xâm nhập của quân Tây Sơn vào cửa sông Sài Gòn. Tháng 2 năm 1783, quân Tây Sơn lần nữa nam tiến và dễ dàng phá tan các tuyến phòng thủ của quân chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn và Bá Đa Lộc phải đào thoát ra Phú Quốc. Tháng 11 1783, Bá Đa Lộc sang Simla vận động vua Chất Tri giúp quân cho chúa Nguyễn. Tháng 2 1784, Nguyễn Ánh cũng sang Sim và được vua Sim cho một đội quân hộ tống trở về. Tuy vậy, đội quân viện binh gồm 3 vạn lính này bị quân Tây Sơn đánh tan nát trong trận thủy chiến Rạch Gầm Xoài Múc. Cả Nguyễn Ánh và Bá Đa Lộc phải đào thoát sang Sim một lần nữa. Sau thất bại này, Sim tìm cách trì hoãn không chịu giúp cho chúa Nguyễn nữa. Bá Đa Lộc quyết định đứng ra khuyên Nguyễn Ánh giao hoàng tử Cảnh đi cùng mình sang phương Tây, tìm một đồng minh mới. Ngày 28 tháng 11 năm 1787, tại cung điện Versailles, Thượng thư Bộ Ngoại giao Pháp Armand Marc và Bá tước de Montmory thay mặt cho vua Pháp ký với đại diện của Nguyễn Ánh là giám mục Bá Đa Lộc bản hiệp ước tương trợ tấn công và phòng thủ, thường gọi là hiệp ước Versailles năm 1787. Hiệp ước này gồm có 10 khoản, nội dung chính là về việc vua Pháp cam kết cung cấp cho Nguyễn Ánh 4 chiếc tàu chiến, quân lính và các phương tiện trang bị vũ khí tương ứng. Ngược lại, Nguyễn Ánh chấp thuận nhường cửa biển Đà Nẵng và quần đảo Côn Lôn cho Pháp, cho phép người Pháp được quyền tự do buôn bán và kiểm soát thương mại của người nước ngoài ở Việt Nam, cung cấp lương thực và quân nhu thiết yếu cho Pháp khi Pháp có chiến tranh với một nước khác ở khu vực Biển Đông. Hiệp ước Versailles 1787 là hiệp ước quốc tế đánh dấu sự khởi đầu ảnh hưởng của Pháp ở Đông Dương. Giáo sư Trần Văn Giao nhận xét, các nhà cầm quyền từ đệ nhất đế chế đến đệ tam Cộng Hòa đều không lúc nào quên hiệp ước Versailles 1787. Paris luôn nhắc nhở Huế cái hiệp ước trời cho ấy bằng đường ngoại giao và bằng đại bác của chiến hạm bắn lên Đà Nẵng. Cầu viện Pháp, hiệp ước Versailles đã tạo thành một nghiệp chướng cho triều đình nhà Nguyễn. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé. Cánh tay đắc lực của chúa Nguyễn. Tuy nhiên, khi hiệp ước Versailles 1787 còn chưa ráo mực, cuộc cách mạng tư sản nổ ra đã khiến cho nó nhanh chóng trở thành một tờ giấy lộn. Chính phủ Pháp đang phải bận rộn đối phó với các cuộc nổi dậy trong cả nước. Bên cạnh đó, bá tước Thomas de Conway, người được trao thẩm quyền quyết định việc thực hiện hiệp ước, lại tìm cách từ chối thực hiện nó. Chờ mãi không nhận được sự chi viện từ bá tước de Conway, Bá Đa Lộc đã tự quyên góp tiền từ các thương gia có ý định đặt cơ sở buôn bán ở Đại Việt cùng với số tiền 15.000 franc Pháp của gia đình mình để mua vũ khí, thu nạp được 350 lính và 20 sĩ quan Pháp giúp cho Nguyễn Ánh. Tháng 7 năm 1789, Bá Đa Lộc cùng với Nguyễn Phúc Cảnh về đến Gia Định. Khi đó, Nguyễn Phúc Ánh đã lấy được thành Sài Gòn, thống trị toàn bộ tỉnh Gia Định và bắt đầu thực hiện cải cách. Đội quân người Pháp do Bá Đa Lộc thu nạp cho Nguyễn Ánh có quân số không đông, nhưng nhiều người là sĩ quan có kiến thức quân sự. Họ đã giúp Nguyễn Ánh rất nhiều trong việc xây dựng quân đội theo lối hiện đại, từ việc xây dựng chiến thuật cho tới huấn luyện. Để thưởng công, Nguyễn Ánh sai cất một ngôi nhà cho giám mục Bá Đa Lộc. Dù vậy, trong những năm sau đó, địa vị của Bá Đa Lộc bắt đầu có sự lung lay. Vua Louis XVI bị xử tử, nước Pháp lâm vào tình trạng nội loạn và bị đe dọa bởi liên minh châu Âu chống Pháp. Nguyễn Ánh bắt đầu sai người liên lạc với Simla, Vạn Tượng tức là Lào và Triều Thanh của Trung Quốc tìm lực lượng viện trợ bên ngoài mới. Việc xung đột ý thức hệ với các quan lại trong triều đình nhà Nguyễn đã khiến cho Bá Đa Lộc rơi vào tình thế có thể mất mạng bất cứ lúc nào. May mắn là ông được Nguyễn Ánh
và Thái tử Cảnh bảo vệ. Trong lúc cuộc vây hãm thành Quy Nhơn đánh quân Tây Sơn năm 1799 đang diễn ra, Bá Đa Lộc lâm bệnh nặng và mất vào ngày 9 tháng 10. Nguyễn Ánh phong ông là Bi Nhu Quận Công, Thụy là Trung Ý, cho xây mộ phần ở Tân Sơn Nhất, tỉnh Gia Định và cho gửi ngay ra thị nại một chiếc quan tài lộng lẫy cùng vải lụa để khâm liệm. Ngày 10 tháng 10, quan tài được đưa xuống một chiếc tàu lớn và về đến Gia Định. Mãi đến ngày 16 tháng 12, Nguyễn Ánh mới từ Quy Nhơn vào đến Sài Gòn để tự mình chủ trì lễ tang giám mục Bá Đa Lộc. Trong phần cuối tang lễ, Nguyễn Ánh đích thân đọc một bài điếu văn dài ca ngợi công lao của giám mục Bá Đa Lộc. Thái tử Cảnh cũng có một bài văn tế thề học khá thống thiết. Sau được tờ Nam Phong tạp chí in trên một số báo năm 1917, giữa mùa thu năm Canh Thân 1800, người ta dựng lên tại mộ phần Bá Đa Lộc một văn bia ghi tóm lược công lao đóng góp của ông trong hơn 20 năm. Lăng Cha Cả và Dinh Tân Xá, dấu ấn còn lại của Bá Đa Lộc tại Việt Nam. Lăng Cha Cả là ngôi mộ của giám mục Bá Đa Lộc, cụm từ này còn được dùng để gọi khu vực gần mộ, nay thuộc địa phận phường 4 quận Tân Bình. Tuy Bá Đa Lộc là người Pháp, nhưng kiến trúc mộ của ông lại theo kiểu Việt Nam, có bình phong, bái đường và hậu cung. Khu đất Lăng Cha Cả rộng khoảng 2.000m², gồm một dãy nhà lập ngói, cột và vách bằng gỗ quý. Ở trước có bia đá lớn, các giáo sĩ đã từng theo giám mục Bá Đa Lộc nhiều năm cũng được chôn ở đây. Năm 1980, nhà nước quyết định giải tỏa lăng mộ để lấy không gian quy hoạch. Di hài của giám mục Bá Đa Lộc được giao lại cho Tổng lãnh sự Pháp đưa về Pháp. Khu vực lăng hiện nay chính là vòng xoay lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Dù vậy, vẫn có những nghi vấn rằng đây không phải là nơi an nghỉ thực sự của giám mục Bá Đa Lộc. Theo bài viết Bá Đa Lộc, mộ ông hiện nay ở đâu của Vương Gia Bật đăng tải trên Nam Phong tạp chí vào tháng 2 năm 1925, giám mục được chôn lần đầu tại Nha Trang. Sau khi bài viết được đăng tải, quan công sứ và linh mục nhà thờ Bình Can Nha Trang đã cho khai quật mộ để xem xét. Đăng lại đoạn tin này, tác giả Phan Thứ Lan nêu giả thuyết, thời đó Nguyễn Ánh còn phải chống đỡ nhà Tây Sơn, rất có thể sợ Tây Sơn có ngày chiến thắng khiến ông phải buông tẩu lần nữa. Vì vậy, việc chôn cất Bá Đa Lộc phải giấu cho kín, cho làm đám tang Bá Đa Lộc thật lớn và cho dựng lăng ở Gia Định chỉ để đánh lạc hướng. Mãi đến năm 1925, người Pháp mới mang xương cốt của Bá Đa Lộc từ ngôi mộ thực ở Nha Trang về cải táng nơi lăng ở Gia Định. Về phần ngôi nhà của Bá Đa Lộc, hiện nó nằm trong khuôn viên tòa tổng giám mục đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ban đầu ngôi nhà được dựng bên bờ kênh Thiện Nghè trong khuôn viên của Thảo Cầm Viên ngày nay. Năm 1864, người Pháp cho xây dựng Thảo Cầm Viên nên nó được dời về đường Alexander de Rhodes. Năm 1900 lại được dời đến địa điểm đường Nguyễn Đình Chiểu như ngày nay. Năm 1897, Trương Vĩnh Ký đặt tên cho ngôi nhà là Dinh Tân Xá. Nó được xem là căn nhà cổ nhất Sài Gòn với tuổi đời hơn 200 năm, được làm hoàn toàn bằng gỗ quý, khung được liên kết nhau hoàn toàn bằng kỹ thuật ghép mộng. Mặt bằng ngôi nhà có hình dạng chữ nhất, tuy phục vụ cho việc thờ phụng công giáo nhưng vẫn được quay về hướng Nam theo quan điểm dựng nhà truyền thống của người Việt. Ngày nay, ngôi nhà là nơi hành lễ của các tín đồ vào những ngày lễ nguyện. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!